Xin chào tất cả các bạn đang xem kênh Trang trí nội thất Gia Huy. Tiếp theo thì ngày hôm nay xin mời các bạn hãy cùng mình đi trang trí một phòng khách cho một khách hàng ở tại Bạch Mai, Hà Nội. Đây là một khách hàng trước đây đã thi công xốp dán tường 3D của bên mình, và sau mấy tháng thì anh tiếp tục thi công nốt phòng khách. Cái này không phải chuyên môn rồi, phải gọi thợ điện. Tổng diện tích thi công cả trần và tường khoảng trên 60 m². Các bạn cùng xem, tường thì cũng đã có phần bị tróc sơn và bị ẩm mốc. Phần trần cũng vậy. Đây là trần từ ngày xưa các bạn nhé, trần đổ bê tông nguyên khối đấy, chứ không phải là trần thạch cao nhé. Đầu tiên là bên mình sẽ dùng keo để xử lý, tiếp sau đó sẽ dùng tấm xốp 3D để xử lý và dán trực tiếp lên trên tường. Cái đằng 7 củ ấy là vâng túi ni lông, nhưng mà nó có một loại to và một loại bé. Loại to là nếu mà không xay thì lấy 17, còn xay là phải lấy 18. Nếu mà không xay thì lấy 17. Vâng. Đấy là cái củ to. Phần trần được chạy bằng viền giả da màu lâu. Phần bên trong sẽ là giả da màu trắng. Còn phần tường sẽ là tấm vân gạch. Loại vân gạch dày 8,5 mm. Và chạy chỉ màu lâu ở giữa các bạn nhé. Đây là bên mình đang chỉ cái bức tivi, bức đệ kệ tủ tivi đấy. Đây là quá trình thi công phần trần. Việc thi công thì cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn có thể xem các video trước của bên mình, có rất nhiều video hướng dẫn thi công và rất nhiều các mẫu nhà đấy. Các bạn có thể lựa chọn các mẫu phù hợp với ngôi nhà của mình. Hiện tại thì từ giờ đến Tết âm lịch thì bên mình vẫn áp dụng các chương trình khuyến mại. Thì các bạn nào muốn tư vấn thiết kế thi công thì có thể gọi điện hoặc là nhắn tin qua các cái số điện thoại của mình sẽ để ở phía dưới, hoặc là liên hệ qua Facebook, Zalo, kênh YouTube. Đặc biệt là các bạn nào mà muốn tư vấn nhanh ý, báo giá nhanh và giá khuyến mại mới nhất thì các bạn hãy kết bạn Zalo với các số điện thoại của bên mình ở phía dưới. Sau đó thì sẽ có nhân viên sẽ trả lời trực tiếp luôn cho các bạn. Các bạn nhắn tin hoặc gọi điện qua Zalo thì sẽ được tư vấn luôn nhé, rất là nhanh các bạn ạ. Trong Zalo của mình thì có rất nhiều mẫu, rất là nhiều mẫu nhà đã từng thi công rồi. Các bạn có thể vào đấy và lựa chọn các mẫu để phù hợp với ngôi nhà của mình. Các mẫu trang trí trần, tường, sàn, rồi là phòng khách, phòng ngủ, nhà hàng, là spa, văn phòng, công ty, rất là nhiều mẫu nhé. Các bạn cứ vào trang chủ của Zalo của mình ấy, thì các bạn có thể xem được tất cả các mẫu. Đây là phần trần bên mình thi công này. Trần bên trong sẽ là màu giả da màu trắng.
Và bây giờ thì quá trình thi công đã hoàn thiện rồi, các bạn một lần nữa hãy cùng mình đi xem lại nhé, tổng thể toàn bộ cái công trình vừa bên mình thi công xong đấy ạ. Phần trần các bạn xem này, rất là đẹp, viền chạy màu nâu, tạo một cái không gian rất là hầm hố, rất là đẹp. Phần tường thì cũng chạy chỉ màu nâu, rất là đơn giản và sang trọng các bạn nhé. Thì các bạn nào có nhu cầu mà muốn được tư vấn thiết kế thi công thì hãy cứ liên hệ hoặc là inbox trực tiếp cho bên mình ở phía dưới nhé. Đây là video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Và nhớ xem xong clip thì đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ bên mình nhé.